Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, một trong những yếu tố phong thủy mà con người quan tâm nhất hiện nay chính là lựa chọn giống cây trồng theo tuổi, phù hợp với vận mệnh của bản thân. Bởi suy cho cùng, yếu tố này không chỉ liên quan đến phong thủy tâm linh mà chúng còn giúp hỗ trợ, tương sinh cho người hợp mệnh với chúng. Với từng thời điểm khác nhau, gia chủ có thể lựa chọn hoặc tự tay chăm sóc loại cây phong thủy phù hợp nhất với mình, tùy theo nhu cầu và mong muốn. Chẳng hạn như, loài cây đó sẽ sở hữu hình dáng, màu sắc cũng như ý nghĩa tương sinh với bản mệnh, nhằm đem lại cho bạn nhiều may mắn, bình an lẫn thuận lợi trong cuộc sống. Trong đó, cây lưỡi hổ là một trong những loại cây phong thủy được rất nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng không phải tuổi nào cũng hợp phong thủy với loài cây này. Chính vì vậy, mọi người cần phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi trồng để loại cây này có thể phát huy hết ý nghĩa phong thủy của mình. Và để biết trong năm 2023 này, cây lưỡi hổ kỵ hay là hợp tuổi nào, mời quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc theo dõi trong chương trình ngày hôm nay nhé. Vâng, thưa quý vị, theo quan điểm của văn hóa phương Đông, cây lưỡi hổ được xem như một loại cây phong thủy có tác dụng trừ tà, đuổi ma quỷ, chống lại bùa ngải rất hiệu quả. Với chiếc lá hình dáng như lưỡi dao, giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những điều xấu xa. Đó cũng là lý do nhiều gia đình, cơ quan, công ty, doanh nghiệp đặt cây lưỡi hổ trong không gian giúp có phong thủy tốt. Ngoài ra, cây còn mang ý nghĩa may mắn, giúp gia chủ phát tài, phát lộc, dồi dào tiền bạc, nên có thể là loại cây cảnh quà tặng cho đối tác, bạn bè, người thân trong những dịp mừng tân gia năm mới. Cây lưỡi hổ là cây trồng trong nhà phổ biến, một phần quan trọng trong thiết kế nội thất nhằm mang lại không gian trong lành, tươi mát, hài hòa với thiên nhiên. Không những thế, cây lưỡi hổ có quá trình trao đổi chất giúp tăng lượng oxy vào ban đêm, tốt cho sức khỏe của con người. Nhiều gia đình đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ bởi có tác dụng cải thiện giấc ngủ rất tốt. Vị trí để đặt cây lưỡi hổ phát huy tốt chức năng cây cảnh trong phong thủy là các vị trí như là Đông, Đông Nam. Một cây trồng tốt phong thủy, trang trí đẹp mắt, tác dụng tốt cho sức khỏe, chắc chắn ai cũng mong muốn trồng trong không gian sống của mình. Tuy nhiên, để yếu tố phong thủy đạt hiệu quả nhất, bạn cũng nên chú ý đến việc lựa chọn cây trồng theo mệnh, tuổi. Hiện nay, người ta thống kê có tất cả 70 loại cây lưỡi hổ trên thế giới. Chúng thường được phân loại dựa theo hình dáng và màu sắc của lá. Ở Việt Nam, một số loại cây lưỡi hổ được trồng phổ biến nhất đó là: thứ nhất, cây lưỡi hổ xanh. Lưỡi hổ xanh thuộc giống cây thân bụi, thường mọc ở sát gốc, có rễ chùm, tán nhỏ, mọc thẳng từ gốc lên. Lá lưỡi hổ xanh có hình dáng như mũi giáo cứng cáp, phần mặt lá có gân nhỏ, chạy dọc với các đường vằn xanh đậm. Điểm nhận biết cây lưỡi hổ xanh chính là màu sắc trên lá. Màu xanh trên cây lưỡi hổ xanh thường sáng hơn và không có viền vàng xung quanh, cũng như các vằn trên lá không có lẫn màu vàng hay màu xanh sáng. Hoa lưỡi hổ xanh thường có màu trắng, quả có dạng hình tròn, tuy nhiên rất hiếm thấy hoa và quả của lưỡi hổ xanh. Cây lưỡi hổ xanh là một trong những loại cây phong thủy được rất nhiều người yêu thích. Cây không có viền vàng ở bên ngoài mà chỉ có độc nhất một màu xanh sẫm và trắng xen kẽ. Sự kết hợp này tạo nên một hiệu ứng hết sức bắt mắt, khiến cho người nhìn vô cùng ấn tượng. Trong nghiên cứu phong thủy, cây lưỡi hổ xanh có màu sắc chính là xanh sẫm và trắng, hai màu tương sinh với mệnh kim. Theo thuyết ngũ hành, kim là cung mệnh khác với các cung như là mộc và thổ. Chính vì vậy, cây lưỡi hổ xanh sẽ không hợp với những người nằm trong hai cung mệnh này. Nếu bạn là người thuộc mệnh mộc hoặc mệnh thổ, thì không nên chọn cây lưỡi hổ có màu xanh để tránh xung khắc và gặp phải những điều không may mắn. Những tuổi thuộc hai cung mệnh mộc và thổ cần tránh cây lưỡi hổ xanh đó là Canh Tý 1960, Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977, Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999. Thứ hai là cây lưỡi hổ trắng. Cây lưỡi hổ trắng thường có tên gọi khác là lưỡi hổ bạch kim. Cây có màu sắc khác hoàn toàn so với các loại khác. Toàn thân và lá cây đều màu trắng. Cây có chiều cao tối đa từ 30 đến 40 cm,
sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong môi trường râm mát. Cây thường được trồng chậu thủy sinh hoặc chậu đất nhỏ để bàn làm việc nhằm thanh lọc không khí, mang tài lộc, may mắn, công việc thuận lợi cho bạn. Những loại cây lưỡi hồng màu trắng sở hữu cho mình một vẻ bề ngoài hết sức khác biệt. Thay vì màu xanh đặc trưng vốn có, những chiếc lá của loại cây này như được phủ thêm một lớp sáp bạc vô cùng ấn tượng. Hình dáng của cây tương đối nhỏ nên rất phù hợp để đặt ở trên bàn làm việc hoặc trong phòng ngủ. Với màu sắc độc đáo, cây lưỡi hồng trắng trong phong thủy rất kỵ với những người thuộc mệnh thổ và mệnh mộc. Vậy nên những người nằm trong hai cung mệnh này không nên chọn cây lưỡi hồng trắng để đặt ở trong nhà hoặc phòng làm việc nhé. Những tuổi kỵ với cây lưỡi hồng trắng bao gồm Nhâm Tý 1972, Quý Sửu 1973, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Ngọ 2002, Quý Mùi 2003. Thứ ba đó là cây lưỡi hổ vàng. Cây lưỡi hổ vàng là loại thực vật không có thân, lá mọc thẳng đứng từ dưới lên. Lá cây có hình ngọn giáo cứng và dài, nhìn có vẻ sắc bén nhưng thực chất không gây đứt tay. Lá cây lưỡi hổ vàng có màu xanh đậm vì lá màu vàng từ gốc lên đến ngọn lá. Lưỡi hổ vàng có hoa màu trắng nhạt dài khoảng 3-4 cm, gồm 6 cánh thân dài và cong về phía sau. Tuy nhiên rất hiếm gặp, vì có chiều cao khoảng 30-80 cm nên cây lưỡi hổ vàng thường được dùng làm cây trang trí trong nhà. Cây lưỡi hổ vàng nổi bật với màu sắc đặc trưng của nó. Những chiếc lá màu vàng chủ đạo được điểm xuyết với một dải màu xanh sẫm ở giữa, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa hết sức ấn tượng. Theo các chuyên gia phong thủy, cây lưỡi hổ vàng mang tính thổ. Trong quy luật tương khắc của thuyết ngũ hành, mệnh thổ khắc với mệnh hỏa và mệnh thủy. Vậy nên cây lưỡi hổ màu vàng rất kỵ với những người thuộc vào hai cung mệnh thủy và hỏa. Những năm sinh khắc cây lưỡi hổ vàng bao gồm Bính Ngọ 1966, Đinh Mùi 1967, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Đinh Sửu 1997. Cuối cùng là cây lưỡi hổ viền vàng, một loại cây rất phổ biến trong đời sống hiện nay. Đúng như cái tên của mình, cây lưỡi hổ với những chiếc lá có màu xanh ở giữa, viền mép là được tô điểm thêm nổi bật bằng sắc vàng rực rỡ. Dựa trên màu sắc chủ đạo của cây, các chuyên gia phong thủy đánh giá rằng loại cây này thuộc tính thổ. Trong thuyết ngũ hành, thổ khắc thủy và thủy khắc hỏa, nên cây lưỡi hổ viền vàng không phù hợp với những người thuộc hai cung mệnh này. Vì vậy, những người mệnh thủy và mệnh hỏa không nên chọn cây lưỡi hổ viền vàng cho mình. Cây lưỡi hổ viền vàng kỵ với những tuổi sau: Đinh Dậu 1957, Giáp Thìn 1964, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Giáp Tuất 1994, Ất Hợi 1995. Sau cùng, tuy những loại cây lưỡi hổ trên khác nhau về đặc điểm hình dạng, nhưng đều có điểm chung là sẽ hợp với một số mệnh và tuổi nhất định. Cụ thể như sau. Nếu bạn quan sát sẽ thấy lá của cây lưỡi hổ có màu xanh và viền vàng với hình nhọn giống lưỡi dao. Đây là những gam màu phù hợp với người mệnh thổ và kim. Vì vậy, cây lưỡi hổ từ trước đến nay được xem là bùa hổ mệnh tương sinh cho người mệnh thổ và mệnh kim. Những người mệnh thổ và mệnh kim có màu bản mệnh là màu vàng. Vì vậy, với màu sắc của cây lưỡi hổ, đây sẽ là yếu tố phong thủy bổ sung cho hai mệnh này trong cuộc sống. Cây lưỡi hổ sẽ giúp cho hai mệnh này phát huy được vận thế tốt, sự nghiệp thành công, nhiều việc thuận lợi và hanh thông. Người mệnh thổ và mệnh kim khi lựa chọn cây lưỡi hổ trồng trong nhà nên chú ý đến không gian xung quanh để lựa chọn kích thước cây cho phù hợp và nên đặt ở hướng nam. Đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ tầm trung bình, gia chủ không nên chọn cây cảnh quá to và rậm rạp, sẽ làm giảm ánh sáng chiếu cũng như không gặp được nhiều may mắn. Đối với tuổi, cây lưỡi hổ sẽ hợp với người tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ thường được biết đến là những người mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết. Họ hướng ngoại, xuất chúng và có khả năng lãnh đạo tốt. Về mặt tài chính, họ cũng rất tốt bởi biết cách kiếm tiền và giữ tiền giỏi. Những tính cách này rất hợp với cây lưỡi hổ, loại cây có lá vươn thẳng, cứng cỏi và độc lập. Cũng đồng thời, người tuổi Ngọ đôi khi lại quá nóng nảy, ham lợi lớn, nên dễ dẫn đến công việc thất bại, làm ăn thua lỗ. Trồng cây lưỡi hổ sẽ giúp họ xua tan đi vận khí không tốt, đẩy lùi những điểm xấu và mang nhiều may mắn, tài lộc đến cho gia chủ. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ, mệnh hỏa, mậu ngọ 1978, khi trồng cây phong thủy, cần nhớ tránh trồng cây thủy sinh.
vì nước thuộc hành thủy sẽ tương khắc khiến cho tài lộc bị hiểm hãm. Riêng người sinh năm Canh Ngọ 1990, vì họ thuộc mệnh thổ, kỵ màu xanh của hành mộc, nên cần lưu ý khi chọn trồng cây phong thủy là cây lưỡi hổ. Những người tuổi Ngọ sinh nhằm các năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Vâng thưa quý vị, trên đây là tất cả những kiến thức và ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ, cũng như về việc cây lưỡi hổ hợp với tuổi nào và không hợp với tuổi nào, mệnh nào. Mong rằng gia chủ sẽ chọn cho mình được loại cây trồng phù hợp với gia đình trong năm 2023 này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.